Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe chuyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương tập 71. Ở nội dung tập trước thì không có gì nhiều. Nội dung chỉ là Phương Trường Sinh trả được hết nợ cho môn phái Thái Nhất Tiền Môn và sau đó tham gia một hội đấu giá của các tu sĩ kết đan kỳ. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện. Một khắc đồng hồ sau, hội trao đổi kết thúc. Các tu sĩ chưa lập tức rời khỏi, bắt đầu trao đổi tâm đắc tu luyện, kỳ nghệ tu tiên. Bọn họ chỉ là nói ra đơn giản một lần, cũng chưa nói tỉ mỉ. Cho dù như thế, Phương Trường Sinh vẫn được lợi rất nhiều. Đặc biệt thời điểm Từ Dương đạo nhân và hai vị luyện khí sư bậc ba trao đổi tâm đắc luyện khí, tán gẫu luyện chế pháp bảo, ít ỏi vài câu của bọn họ, Phương Trường Sinh cảm ngộ rất sâu. Hội trao đổi này kéo dài 5 canh giờ, lúc này mới tan cuộc. Tu sĩ kết đan còn chưa hết thèm tìm chỗ, trò chuyện cả đêm với đồng đạo. Từ Dương đạo nhân hỏi địa chỉ Phương Trường Sinh, Phương Trường Sinh nói theo sự thật. Ra khỏi Quảng Nguyên Cư, Phương Trường Sinh, Quảng Đồng Nhân và Uông Hoa Sơn cùng nhau đi về phía trà lâu nào đó. Quảng Đồng Nhân lộ ra vẻ mặt do dự, trầm ngâm một lát truyền âm cho Phương Trường Sinh. Vương đạo hữu, trái kim diệm quả kia, ngươi có thể bán cho lão phu hay không? 4 vạn linh thạch. Linh quả 700 năm tuổi, dùng để sản xuất linh tiểu bậc 3 là thích hợp nhất. Phương Trường Sinh trầm ngâm một lát nói, xin lỗi, Quảng đạo hữu, kim diệm quả là ta lấy để trao đổi thiên địa linh thủy bậc 3. Như vậy đi, nếu không ai có thể lấy ra thiên địa linh thủy bậc 3, ta liền bán cho ngươi kim diệm quả. Trên người Phương Trường Sinh còn có 5 trái kim diệm quả. Bán cho Quảng Đồng Nhân 1 trái kim diệm quả cũng không có việc gì. Dù sao, linh mạch gia tộc thăng cấp còn cần dựa vào Quảng Đồng Nhân hỗ trợ. Nhưng lòng đề phòng người không thể không có, hắn cũng chưa lập tức đáp ứng. Nếu không, Quảng Đồng Nhân sẽ đoán được trên người hắn có được bao nhiêu trái kim diệm quả. Quảng Đồng Nhân gật gật đầu, mở miệng nói, lão phu còn có chút việc riêng, sẽ không đi chung với các người. Nửa khắc sau, Phương Trường Sinh và Uông Hoa Sơn xuất hiện ở nhã gian của một tòa trà lâu. Tổ phu, uống trà. Phương Trường Sinh mỉm cười, cầm lấy ấm trà, rót cho Uông Hoa Sơn một chén trà. Uông Hoa Sơn cũng không khách khí, nâng chén trà lên uống một ngụm, cười nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Như Yên gả đúng người rồi. Tổ phụ quá khen rồi. Nếu không phải là nương tử hỗ trợ lo liệu công việc trong tộc, tiểu tế, chú thích, tế là chàng rể, tiểu tế cũng không có quá nhiều thời gian tu luyện. Nói tới, còn may mà tổ phụ bồi dưỡng một người vợ hiền cho tiểu tế. Phương Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn nói là lời thật lòng. Khi Uông Như Yên gả vào vương gia đã là trúc cơ tầng 3, sinh con đẻ cái cho hắn. Hắn ra ngoài chưa về là Uông Như Yên đang chiếu cố tất gia tộc, chậm trễ bản thân tu luyện. Hắn cũng kết đan rồi, Uông Như Yên chỉ là trúc cơ tầng 5. Không có Uông Như Yên, Phương Trường Sinh không có hôm nay. Uông Hoa Sơn gật gật đầu nói, ngươi chỉ là kết đan tầng 1, lấy ra kim diệm quả 700 năm tuổi có chút liều lĩnh. Sau khi Quảng Nguyên pháp hội kết thúc, đi cùng ta đi, nhiều người an toàn thêm một phần bảo đảm. Phương Trường Sinh cười khổ một tiếng nói, tiểu tế chỉ có kim diệm quả lấy ra tay. Quảng đạo hiệu cũng đã nói, sau khi Quảng Nguyên pháp hội kết thúc, chúng ta cùng nhau quay về Ngụy Quốc. Lão phu nhớ không lầm, lúc trúc cơ kỳ, ngươi đã cần lượng lớn thiên địa linh thủy. Như bây giờ kết đan, ngươi còn cần thiên địa linh thủy. Công pháp ngươi tu luyện cần thiên địa linh thủy sao? Uông Hoa Sơn do dự một lát, có chút tò mò hỏi. Phương Trường Sinh trúc cơ kỳ cần thiên địa linh thủy, còn có thể lý giải là luyện khí.
hắn vừa mới kết đan, đã cần linh thủy bậc 3, muốn nói là luyện khí không quá bình thường. Luyện chế một món pháp bảo, chỉ riêng tài liệu đã cần mấy chục vạn linh thạch. Vương Trường Sinh cần thiên địa linh thủy bậc 3, quá nữa là công pháp tu luyện tương đối đặc thù. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt do dự, nghĩ một chút gật đầu thừa nhận. Việc này cũng không phải là cơ mật gì. Uông Hà Sơn kết đan khá sớm, có lẽ có phương pháp kiếm được thiên địa linh thủy bậc 3. Khó trách tốc độ tu luyện của người nhanh như vậy. Lúc người tổ chức lễ mừng kết đan không đúng dịp, lão phu đang bế quan, chưa thể trình diện ăn mừng. Lão phu nhớ Thanh Dương còn chưa trúc cơ nhỉ, viên trúc cơ đan này cho nó đi, hy vọng nó có thể thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Uông Hoa Sơn nói xong, lấy ra một cái hộp gỗ màu lam đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn, nhận viên trúc cơ đan này. Tổ phụ, linh mạch của Thanh Liên Sơn Trang là bậc 2, muốn tấn thăng thành bậc 3 cần một lượng lớn linh thạch. Ngài cũng biết vương gia chúng ta nội tình nông cạn, căn bản không lấy ra được. Không nói dối ngài, vì kết đan ta thiếu nợ một khoản lớn nợ nần, mượn nhạc phù đại nhân một món linh thạch, gom chỗ này chỗ kia, lúc này mới gom đủ linh thạch trả nợ. Nhưng linh thạch tấn thăng linh mạch thật sự là không lấy ra được, ngài có thể hỗ trợ một chút hay không? Ta nhất định trả nhanh chóng, Vương Trường Sinh thành khẩn nói, trong mắt lộ ra vài phần mong chờ. Tấn thăng linh mạch cần quá nhiều linh thạch, vì sớm ngày gom đủ 40 vạn linh thạch, hắn đành phải mượn linh thạch của Uông Hoa Sơn. Uông Hoa Sơn nhíu mày, Uông gia mấy năm nay cuộc sống cũng không dễ dàng. Tộc nhân Uông Hoa Sơn mang đi sở quốc đã hoàn toàn dung nhập ba tông phái đám Dược Vương Cốc. Ba tông phái đám Dược Vương Cốc dung hợp cùng một chỗ với Uông gia, thành lập một môn phái mới, Tam Tiên Tông. Uông Hoa Sơn là một vị trưởng lão trong đó, hàng năm có thể lĩnh bổng lộc nhất định. Nếu không phải là Vương Trường Sinh kết đan, lão còn không nỡ đưa một viên trúc cơ đan cho Vương Trường Sinh đâu. Trong thời gian ngắn, trên người lão phu không lấy ra được bao nhiêu linh thạch. Như vậy đi, sau khi về Tam Tiên Tông, lão phu nghĩ biện pháp kiếm được linh thạch lập tức đưa đi cho ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, lão phu cũng không kiếm được quá nhiều linh thạch. Uông Hoa Sơn trầm ngâm hồi lâu nói như vậy. Tổ phụ đồng ý cho mượn linh thạch, tiểu tế đã vô cùng cảm kích rồi. Vương Trường Sinh gật đầu cảm kích nói, cho dù Uông Hoa Sơn cho mượn mấy vạn linh thạch cũng có thể giảm bớt bộ phận áp lực. Hai người nói chuyện phiếm chốc lát liền chia tay. Vương Trường Sinh đi một cửa hàng đan dược cỡ lớn, mua 10 bình đan dược bậc 2 tinh tiến pháp lực, đại bộ phận là cho Uông Như Yên, bộ phận nhỏ là cho Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn. Tu vi của bọn họ tăng lên, có trợ giúp đối với thực lực gia tộc. Về phần đan dược, tộc nhân trúc cơ kỳ khác, Vương Thanh Kỳ đều có thể luyện chế ra, hoặc là đi phường thị Thanh Nguyệt mua. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên giường, ngồi thiền điều tức. 3 ngày sau, một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở mắt bóp nát lá bùa truyền âm. Tiếng của Từ Dương đạo nhân lập tức vang lên. Vương đạo hữu, thứ ngươi cần, bần đạo đã kiếm được, ngươi mở cửa chúng ta bàn bạc một chút. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, đứng dậy xuống giường, mở ra cửa phòng, mời Từ Dương đạo nhân ngoài cửa tiến vào. Vương Trường Sinh đóng lại cửa phòng. Từ Dương đạo nhân ngồi xuống ở trên ghế, lấy ra một cái hồ lô màu lam đưa cho Vương Trường Sinh. Tiếp nhận hồ lô màu lam, một luồng hàn ý thấu xương theo bàn tay của Vương Trường Sinh đến thẳng ót. Hắn nhịn không được rùng mình một cái. Trong này có 60 cân ô nguyệt hàn thủy đã pha loãng, đổi một trái kim diễm quả của ngươi là dư giả. Từ Dương đạo nhân cười mỉm nói. Vương Trường Sinh cậy nắp bình, một luồng khí lạnh lẽo thấu xương tuôn ra. Nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống. Mặt ngoài hồ lô màu lam nhanh chóng kết băng. Tầng băng dọc theo bàn tay Vương Trường Sinh nhanh chóng lan tràn ra. Vương Trường Sinh đổ ra vài giọt ô nguyệt linh thủy nuốt dùng. Lòng đề phòng người không thể không có. Nếu là trong linh thủy trộn lẫn thứ khác,
Vương Trường Sinh là thể tu, dùng một chút không có vấn đề. Vương Trường Sinh gật gật đầu hỏi, không sai, Lục Đạo Hữu, chỉ từng này ô nguyệt hoàn thì sao? Từ Dương đạo nhân mỉm cười nói ý vị sâu xa, trên tay bần đạo còn có 30 cân ô nguyệt hàn thủy đã pha loãng, nhưng một trái kim diệm quả chỉ đủ đổi 60 cân ô nguyệt hàn thủy pha loãng. 30 cân ô nguyệt hàn thủy còn lại, cho ta nhìn một cái. Từ Dương đạo nhân gật đầu, lấy ra một cái hồ lô màu xanh ném cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận không có vấn đề, lấy ra hai trái kim diệm quả nói, ta chỉ có hai trái kim diệm quả, 90 cân ô nguyệt hàn thủy cũng không đủ để đổi hai trái kim diệm quả. Nhìn thấy kim diệm quả, trong lòng Tử Dương đạo nhân mừng thầm một trận, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Vương đạo hữu, ta dùng linh thạch bù như thế nào? 2 vạn khối linh thạch. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, Vương mộ cũng không thiếu 2 vạn linh thạch này, ta muốn linh vật bậc 3. Tử Dương đạo nhân nghĩ nghĩ, lấy ra một búi tơ nhỏ đen xì nói, đây là tơ tằm linh trùng bậc 3 trung phẩm, mặc vân trùng phun ra, cũng đáng giá 2 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra tơ tằm một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, nói có thể, nhưng ta còn có một điều kiện nhỏ. Tài hạ rất hứng thú đối với thuật con rối, đặc biệt là luyện chế con rối thú bậc 3. Vương mộ muốn mời Lục đạo hữu chỉ điểm, bến mê một phen. Đương nhiên, nếu là đề cập đến cơ mật quý phái, Lục đạo hữu có thể lựa chọn né tránh. Tử Dương đạo nhân xuất thân Thiên Cơ môn trong 7 đại môn phái, biết luyện chế con rối thú bậc 3. Vương Trường Sinh muốn mượn cơ hội này thỉnh giáo Tử Dương đạo nhân một lần. Yêu cầu này cũng không quá phận. Có phải đề cập đến cơ mật Thiên Cơ môn hay không, đều do Tử Dương đạo nhân định đoạt. Được, giao dịch hoàn thành. Tử Dương đạo nhân đáp ứng, bàn luận với Vương Trường Sinh về luyện chế con rối thú bậc 3. Hắn chỉ là nói đơn giản một lần quá trình luyện chế, lưu trình trung tâm, cũng chưa có nói cho Vương Trường Sinh. Cho dù như thế, Vương Trường Sinh cũng được lợi không phải là ít. Hai người nói chuyện mấy canh giờ, nói miệng khô lưỡi khô. Được rồi, Vương đạo hữu, thứ bần đạo có thể nói chỉ có từng đó. Có thể luyện chế ra con rối thú bậc 3 hay không, phải xem vận khí của ngươi. Ngươi chỉ là kết đan tầng 1. Bần đạo khuyên ngươi đừng vội vã luyện chế con rối thú bậc 3 thì tương đối tốt hơn. Đa tạ chỉ điểm, Lục đạo hữu. Tiền bước Tử Dương đạo nhân, trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra biểu cảm như có chút đăm chiêu. Tử Dương đạo nhân không hổ là trưởng lão của Thiên Cơ môn, trình độ thuật con rối cực cao, đưa ra rất nhiều tư tưởng kỳ diệu. Vương Trường Sinh cảm ngộ được rất nhiều. Con rối thú bậc 1, bậc 2 đều dùng linh mộc luyện chế thành, số năm tuổi không cao. Con rối thú bậc 3 cần dùng linh mộc bậc 3, tuổi linh mộc bậc 3 ở 500 năm trở lên. Chu kỳ linh mộc trưởng thành quá dài, giống như linh dược bậc 3. Vì thế con rối thú bậc 3 trở lên dùng kim loại thay thế linh mộc bậc 3. Đương nhiên, bộ vị trung tâm của con rối thú vẫn là dùng linh mộc luyện chế thành, nhưng tứ chi đều là dùng tài liệu kim loại hoặc tài liệu yêu thú luyện chế thành. Tiêu hóa xong nội dung Tử Dương đạo nhân giảng, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, lợi dụng ô nguyệt hàn thủy bắt đầu tu luyện. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, gian mật thất nào đó. U Nhiên ngồi xếp bằng ở phía sau một cái bàn gỗ màu xanh, hai mắt khép hở, ngoài thân bao phủ một tầng hào quang màu xanh. Chung quanh phân tán không ít lá bùa trống cùng hộp gỗ đựng đan xa. Sau thời gian một chén trà nhỏ, U Nhiên mở mắt, khẽ thở ra một hơi, sắc mặt mệt mỏi không chịu nổi. Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy, hoạt động thân thể ngồi xuống. Vương Thanh Khải và Vương Thanh Thuân sau khi dùng trúc cơ đan thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ, Vương Thanh Thuân và Vương Trường Hào dẫn dắt tộc nhân ở mấy nước chung quanh săn giết yêu thú. Vương Thanh Khải quản lý gia tộc, Uông Nhiên an tâm ở trong mật thất luyện chế phù triện. Vương Trường Sinh rời khỏi hơn 2 năm. Ở trong thời gian này, nàng chưa từng tu luyện một canh giờ nào,
Đại đa số thời gian nàng đều đang luyện chế bậc hai phù triển, pháp lực tiêu hao gần hết thì ngồi xuống điều tức. Sau khi pháp lực khôi phục, tiếp tục luyện chế phù triển. Vì sớm ngày gom đủ linh thạch tấn thăng linh mạch, nàng điên cuồng luyện chế phù triển bậc hai, chỉ vì sớm ngày tích góp được linh thạch để tấn thăng linh mạch, để Vương Trường Sinh có thể tu luyện ở trên linh mạch bậc ba. U Nhiên khẽ thở ra một hơi, cầm lấy bút vẽ bùa, chấm một ít đan xa, vẽ phù triển ở trên một lá bùa trống. Một lát sau, một phù văn màu đỏ xuất hiện ở trên lá bùa. Ngay sau đó là cái thứ hai, thứ ba. Phòng nghị sự, Vương Thanh Khải đang nghe tám vị trưởng lão báo cáo. Vương Trường Tinh tuổi tác đã cao, Vương Trường Dương tiếp nhận vị trí của hắn. Vương Trường Dương là con trai Vương Minh Giang đã thành thân. Trên tay Vương Trường Dương đang cầm một quyển sổ sách, nói: gia chủ, trước mắt trong tộc có 19 cửa hàng, lợi nhuận nhiều nhất là cửa hàng con rối, tiếp theo là đến cửa hàng đan dược. Cửa hàng phù triển thu nhập so với năm trước đã tăng thêm 2 phần, tiểu lâu thu nhập giảm xuống 3 phần. Vương Thanh Viện cầm trên tay một quyển sổ, cao giọng nói: gia chủ, năm nay thu nhập là 87.837 khối linh thạch, chi 45.443 khối linh thạch, lợi nhuận 42.394 khối linh thạch. Vì tăng thêm thu nhập, đại bộ phận tu sĩ trúc cơ của Vương gia đều đang điên cuồng kiếm linh thạch, chế tác con rối, phù triện, pháp khí, cơ trận bàn. Đương nhiên, bọn họ điên cuồng kiếm linh thạch ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ tu luyện. Nếu không phải như thế, linh thảo chưa trưởng thành, Vương gia căn bản không có khả năng kiếm nhiều linh thạch như vậy. Mỗi một vị tộc nhân Vương gia, đặc biệt tộc nhân nắm giữ một nghề, đều đang cố gắng kiếm linh thạch, cống hiến một phần lực lượng của mình cho gia tộc. Đương nhiên, mọi thứ bọn họ làm đều là có được điểm công đức. Vương gia xuất hiện tu sĩ kết đan, gia tộc phát triển nghênh đón một trường mới. Kim đan gia tộc không có linh mạch bậc ba quả thực là mất mặt. Vương Thanh Khải mang bộ phận tộc nhân không tinh thông nghề nào phái đến Phường Thị Thanh Nguyệt và Bạch Long Cốc, hoặc làm dần đường, hoặc làm công cho cửa hàng khác. Chỉ cần không giết người đoạt bảo, công việc kiếm linh thạch đều có thể nhìn thấy bóng dáng tộc nhân Vương gia. Hắn còn phái ra bộ phận tộc nhân đến thế tục giới đi tìm tài nguyên tu tiên, xem có thể phát hiện 1-2 mỏ quặng cỡ nhỏ hay không. Đáng tiếc không có bất cứ thu hoạch gì. Vương Thanh Khải áp dụng phương thức tăng thu giảm chi. Tộc nhân hơn 60 tuổi, bổng lộc trừ đi một nửa, 5 năm trả một lần. Không quản lý, gia đình không biết củi gạo đắt, Vương Thanh Khải đã nghĩ mọi cách đi kiếm linh thạch. Nhưng tài nguyên tu tiên Ngụy Quốc vốn chỉ có vậy. Nếu là phái người đi xa quốc gia khác làm ăn, đầu tư giai đoạn đầu quá lớn, làm không tốt sẽ lỗ vốn. Tài nguyên tu tiên Ngụy Quốc tuy ít, ở Ngụy Quốc kiếm linh thạch, sự an toàn của tộc nhân có bảo đảm, thu nhập tương đối ổn định. Năm nay thu nhập không tệ, một năm mới mọi người cần càng thêm cố gắng, sớm ngày gom đủ linh thạch tấn thăng linh mạch tấn thăng thành bậc ba, có lợi cho kiểu thúc tu luyện. Thực lực kiểu thúc càng mạnh hơn, chúng ta cũng có thể được lợi theo. Vương Thanh Khải nghiêm mặt nói: vâng, gia chủ, đồng lòng hợp sức lớn mạnh Vương thị ta. Đám người Vương Thanh Viện trăm miệng một lời, ánh mắt mọi người đều kiên định vô cùng. Hơn 5 tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, trên người bao phủ một tầng ánh sáng màu lam. Trong phòng lơ lửng nhiều điểm ánh sáng màu lam. Một lát sau, ánh sáng màu lam ngoài thân hắn tàn đi, ánh sáng màu lam trong phòng cũng biến mất. Vương Trường Sinh mở mắt, phun ra một ngụm khí độc. Ô Nguyệt Hàn Thủy, hiệu quả thật không tệ, chỉ là số lượng quá ít. Vương Trường Sinh nhắm chừng, ít nhất cần 300 cân thiên địa linh thủy bậc 3 pha loãng, hắn mới có thể tu luyện đến kết đan tầng 2. Trong phòng lơ lửng mấy lá bùa truyền âm, Vương Trường Sinh lần lượt xem xét. Uông Hoa Sơn, Quảng Đồng Nhân, Tử Dương Đạo Nhân đều có. Tử Dương Đạo Nhân muốn tìm hắn uống trà nói chuyện phiếm,
Uông Hoa Sơn và Quảng Đông Nhân dặn dò hắn đừng bỏ lỡ hội đấu giá. Đi ra khỏi chỗ ở, Vương Trường Sinh sau khi nghe ngóng một số vị tu sĩ cấp thấp biết được hôm nay là ngày đại hội đấu giá tổ chức, hắn vội vàng đẩy nhanh bước chân chạy tới hội trường đấu giá. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một tòa cung điện màu vàng cao hơn 10 trượng. Cung điện màu vàng trang sức huy hoàng, trên bảng hiệu viết ba chữ to: Đa Bảo Cung. Cửa chính mở rộng, hai tu sĩ trúc cơ canh giữ ở cửa. Đại điện rộng rãi sáng ngời, trên cột đá thô to được khảm không ít ngọc thạch tinh xảo đẹp đẽ. Trên một đài cao hình tròn chế tạo từ thanh ngọc thạch, một nam tử trung niên trông tháo vát đang đấu giá một viên yêu đan bậc ba. Quanh đài cao hình tròn mấy trăm cái ghế ngọc màu xanh, hơn phân nửa đều có người ngồi. Có thể nhìn thấy bóng người tu sĩ trúc cơ, nhưng tu sĩ trúc cơ không có tư cách ngồi, đều là đứng. Vương Trường Sinh tới muộn một bước, ở góc tìm một cái ghế trống ngồi xuống. Sau khi đấu giá xong yêu đan bậc ba, nam tử trung niên lấy ra một cái hồ lô màu lam to bằng bàn tay. Hắn cậy nắp bình, một luồng hàn ý thấu xương từ trong hồ lô màu lam trào ra, nhiệt độ cả hội trường nhanh chóng giảm đi. Một lọ linh dịch bậc ba trung phẩm huyền ngọc hàn dịch, vật ấy dùng huyền ngọc băng liên 500 năm làm thuốc chính, cộng thêm nhiều loại linh dược hàn thuộc tính phối trí thành, dùng để luyện chế đan dược bậc ba thích hợp nhất. Huyền ngọc hàn dịch. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có một chút đăm chiêu, dựa theo quy thủy chân kinh ghi lại, nếu không có thiên địa linh thủy, có thể dùng linh dược phối trí linh thủy thuộc tính băng hoặc thuộc tính thủy đều được. Dùng linh thủy linh dược phối trí hiệu quả kém thiên địa linh thủy một ít, phụ trợ tu luyện là không có vấn đề. Huyền ngọc hàn dịch là dùng nhiều loại linh dược thuộc tính băng phối trí thành linh dịch, cũng có thể phụ trợ Vương Trường Sinh tu luyện. Giá khởi điểm 3 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3.000. 3 vạn, 3 vạn 3, 3 vạn 6. Tu sĩ kết đan ở đây không ít, trong đó không thiếu luyện đan sư bậc 3. Vương Trường Sinh tham dự đấu giá, nhưng người khác kêu giá quá cao, giá rất nhanh đạt tới 6 vạn khối linh thạch. 6 vạn khối linh thạch đã vượt qua giá của huyền ngọc hàn dịch. Vương Trường Sinh cũng chưa xa hoa đến mức cạnh tranh với luyện đan sư bậc 3, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền ngọc hàn dịch bị một lão già mặt mày hồng hào, mặc áo mảng bào màu đỏ đấu giá đi. Nam tử trung niên lục tục lấy ra mấy món tài liệu bậc 3 bán đấu giá, đều đấu được một cái giá cao. Sau khi đấu giá xong một tấm gia thú yêu thú bậc 3 thượng phẩm, nam tử trung niên rung tay áo lên, một cái hộp gấm màu đỏ tinh xảo đẹp đẽ xuất hiện ở trên bàn ngọc. Hắn mở hộp gấm, hiện ra một cây phi đao màu đỏ trong suốt lấp lánh. Phi đao màu đỏ như mỹ ngọc nào đó tạo ra, toàn thân màu đỏ rực, có thể nhìn thấy một ít linh văn như ngọn lửa. Kế tiếp là thời gian vật phẩm bán đấu giá áp trục. Vật phẩm bán đấu giá áp trục đầu tiên: pháp bảo sơ hình ly hỏa đao, dùng ly hỏa tinh là tài liệu chủ yếu luyện chế thành. Ly hỏa tinh chỉ có ở nơi nghìn trượng trở xuống của núi lửa mới có thể xuất hiện. Dùng ly hỏa tinh luyện chế pháp bảo mang theo lửa công kích, giá khởi điểm 10 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 khối linh thạch. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Cây ly hỏa đao này chế tác tinh xảo đẹp đẽ, linh khí bức người. Nếu hắn nhớ không lầm, Hoàng Phú Quý từng đấu giá một món pháp bảo sơ hình, còn là loại phòng ngự, giá khởi điểm đấu giá chỉ 5 vạn. Hiển nhiên cây ly hỏa đao này chất liệu không tầm thường, giá đấu khởi điểm mới sẽ đắt như vậy. 10 vạn, 11 vạn, 12 vạn, tiếng ra giá lúc trầm lúc bộc. Vương Trường Sinh nghèo muốn chết, ly hỏa đao không hợp với thuộc tính công pháp hắn tu luyện, hắn cũng không dùng tới. Ly hỏa đao cuối cùng lấy giá cao 25 vạn linh thạch, bị lão già áo mảng bào đấu giá được huyền ngọc hàn dịch mua đi.
lắm tiền khí thế cùng mạnh. Vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ hai là 3 tấm kim cương phù bậc 3 trung phẩm. Lực phòng ngự có thể so với pháp bảo bậc 3, có thể sử dụng lặp lại. Nhưng nếu uy lực hao hết, cùng liền báo hỏng. Phân biệt đấu giá được giá cao 8 vạn rưỡi, 8 vạn 8, 9 vạn. Vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ ba là 2 bình cật chi đan, đan dược bậc 3. Thích hợp tu sĩ kết đan tu luyện công pháp thuộc tính hỏa dùng. Có hiệu quả tinh tiến pháp lực, đấu giá được giá cao 15 vạn khối linh thạch. Vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ tư, một cây pháp bảo phòng ngự, bậc 1 trung phẩm, kim la bảo tán, giá khởi điểm 30 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Nam tử trung niên lấy ra một cái ô nhỏ lập lòe ánh vàng, cao giọng nói: pháp bảo phòng ngự này dẫn tới đám đông tu sĩ kết đan tranh đoạt, cuối cùng lấy giá cao 62 vạn hoàn thành giao dịch. Phương Trường Sinh trơ mắt nhìn từng món bảo vật bị người ta đấu giá được, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ, hắn sẽ không tùy tiện mở miệng. Trước mắt việc cấp bách là tấn thăng linh mạch gia tộc. Tu tiên giới dựa vào thực lực nói chuyện, thực lực của hắn mạnh hơn mới có tư cách đạt được càng nhiều tài nguyên tu tiên. Một vật phẩm bán đấu giá áp trục cuối cùng là một bộ trận pháp phòng ngự bậc 3 trung phẩm, thất tinh hỗn nguyên trận. Cờ trận chính là một món pháp bảo, còn có 36 cây cờ trận phụ cấp bậc pháp khí, cộng thêm trận bàn, đấu giá trên trời 80 vạn. Sau khi bán đấu giá trận pháp bậc 3, nam tử trung niên ôm quyền với mọi người cười nói: hội đấu giá đến đây kết thúc, cảm tạ các vị đạo hữu tới tham gia Quảng Nguyên Pháp Hội. Trăm năm sau chúng ta sẽ tổ chức Quảng Nguyên Pháp Hội một lần nữa, các vị đạo hữu nhất định phải tới cổ động. Nghe xong lời này, tu sĩ kết đan ở đây lục tục rời đi. Phương Trường Sinh đứng ở cửa Đa Bảo Cung chờ đợi Quảng Đông Nhân và Uông Hoa Sơn. Không bao lâu, Quảng Đông Nhân và Uông Hoa Sơn đi ra. Phương Trường Sinh bắt chuyện với bọn họ, cùng nhau cất bước đi ra ngoài. Quảng đạo hữu, Uông đạo hữu, các người bình thường kiếm linh thạch như thế nào? Sẽ không tất cả đều là dựa vào bên người dưới cung cấp nuôi dưỡng chứ? Phương Trường Sinh tò mò hỏi. Tấn thăng linh mạch cần quá nhiều linh thạch, hắn không thể dựa hết vào tộc nhân, bản thân cũng cần cố gắng. Có rất nhiều con đường kiếm linh thạch, nhưng người vừa mới kết đan, tu luyện trước mấy chục năm, tiến vào kết đan tầng 2 rồi nói, tu vi quá thấp, chuyện tốt gì cũng không có phần của ngươi. Thật sự không được, ngươi tới Bách Linh Môn tu luyện mấy chục năm, ngươi chỉ là đến Bách Linh Môn tu luyện, cũng không phải không trở về gia tộc. Quảng Đông Nhân thành khẩn nói. Phương Trường Sinh nghe ra sự quan tâm trong giọng nói của Quảng Đông Nhân, trong lòng ấm áp, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng ổ vàng ổ bao không bằng ổ chó của mình. Hắn tình nguyện dùng nhiều thời gian một chút đi kiếm linh thạch, cũng không muốn chạy tới Bách Linh Môn tu luyện. Hắn nếu là đi Bách Linh Môn tu luyện, tộc nhân khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Bọn họ chỉ sợ sẽ cảm thấy Phương Trường Sinh chê gia tộc, muốn gia nhập tông môn. Như thế lâu dài, tộc nhân sẽ nội bộ lục đục. Bởi vậy, Phương Trường Sinh tình nguyện về nán lại Thanh Liên Sơn Trang, cũng không đi Bách Linh Môn tu luyện. Ra khỏi thành Quảng Nguyên, ba người bọn Phương Trường Sinh hóa thành ba đạo độn quang, bay đi Ngụy Quốc. Hơn nửa năm sau, Phương Trường Sinh và Quảng Đông Nhân về tới Ngụy Quốc, Uông Hòa Sơn quay về Sở Quốc. Sư phụ, đệ tử ở đây chia tay với ngài, đồ nhi cần quay về Thanh Liên Sơn Trang. Phương Trường Sinh ở lúc riêng vẫn xưng hô Quảng Đông Nhân là sư phụ. Trường Sinh, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự không theo vi sư quay về Bách Linh Môn tu luyện sao? Ngươi đến Bách Linh Môn tu luyện cũng không phải là vứt bỏ gia tộc. Sắc mặt Quảng Đông Nhân nghiêm túc. Vương Trường Sinh lắc đầu, nghiêm túc hỏi: sư phụ, nếu người tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Thái Nhất Tiên Môn bảo người đến Thái Nhất Tiên Môn tu luyện, người sẽ làm như thế nào? Quảng Đông Nhân trầm ngâm hồi lâu rồi nói: ta sẽ cố gắng kiếm linh thạch, sớm ngày tấn thăng linh mạch môn phái thành bậc 4. Đệ tử cũng nghĩ như vậy. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình. Quảng Đông Nhân thở dài một hơi, trầm ngâm một lát nói: thôi, xem ở trên phần ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, vi sư là người tốt, làm đến cùng đi.
Ngươi trở về tính toán một phen, trong tộc có bao nhiêu linh thạch, ta sẽ dẫn trận pháp sư bản tông tới Thanh Liên Sơn Trang các ngươi, giúp ngươi tấn thăng linh mạch. Có bao nhiêu linh thạch trả trước bấy nhiêu, chỗ còn lại mau chóng trả. Phương Trường Sinh nghe xong lời này trong lòng mừng rỡ, cúi người hành lễ với Quảng Đông Nhân, cảm kích nói: đệ tử cảm tạ sư phụ. Quảng Đông Nhân mỉm cười nói: kim diệm quả người chưa bán chứ? Phương Trường Sinh lấy ra hai trái kim diệm quả đưa cho Quảng Đông Nhân. Hắn còn lại một trái kim diệm quả, đó là thứ hắn tính giữ lại dự bị dùng. Linh quả thuộc tính hỏa, 700 năm tuổi, đối với vương gia bây giờ mà nói vẫn là thứ tương đối quý giá. Hai trái kim diệm quả này tính người 8 vạn khối linh thạch, còn lại 32 vạn. Gia tộc các người có thể góp bao nhiêu thì góp bấy nhiêu đi. Phương Trường Sinh cúi người hành lễ một lần nữa, nói chuyện phiếm vài câu với Quảng Đông Nhân, liền bay đi Thanh Liên Sơn Trang. Thanh Liên Sơn Trang, sân nhà yên tĩnh nào đó, một nhà bốn người Vương Thanh Viện đang dùng bữa tối. Vương Thanh Viện trước mắt có hai con trai, Vương Thu Chính cùng Vương Thu Lạc. Mỗi người một bát cháo khoai cùng hai cái bánh bao. Đây là bữa tối của một nhà bốn người bọn họ. Vương Thu Chính đã 7 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, lượng cơm ăn khá lớn. Một bát cháo khoai rất nhanh đã thấy đáy, hai cái bánh bao rất nhanh cũng rơi vào bụng nó. Cha, con còn đói. Vương Thu Chính trông mong nhìn bánh bao trên tay Vương Thanh Viện, nuốt nước miếng. Vương Thanh Viện thở dài một hơi, đưa bánh bao trên tay cho Vương Thu Chính. Phu quân, chàng đi nói với gia chủ một lần đi, mỗi tháng phát thêm một chút linh cốc. Người lớn chúng ta ăn còn không đủ no, còn chưa tính trẻ con ăn cũng không đủ no. Lần trước ta dẫn theo bọn Thu Chính về nhà mẹ đẻ, bọn nó ở trên bàn cơm như hùng như sói, làm người nhà mẹ đẻ ta cười chê. Phương Thư Tình thầm oán, cũng đưa bánh bao của mình cho Vương Thu Chính. Cũng không phải mỗi nhà chúng ta mới như vậy, người khác cũng thế. Nhịn một chút đi, sống qua khoảng thời gian này là được rồi. Ta rời khỏi vài năm, gia tộc sao lại biến thành như vậy? Bọn nhỏ ăn cũng không đủ no, bọn nó là tương lai của vương gia chúng ta. Một giọng nam tử quen thuộc chợt vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi đến nhíu mày: cháu bái kiến cửu thúc. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thanh Viện lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng hành lễ với Vương Trường Sinh. Phương Tư Tình cùng hành lễ theo. Được rồi, miễn nghi thức xả giao đi, Thanh Viện đi theo ta. Ta mới rời khỏi vài năm, bọn nhỏ cơm cũng không ăn đủ no. Vương Trường Sinh cất bước đi ra phía ngoài, Vương Thanh Viện vội vàng đuổi theo. Cửu thúc, chuyện không liên quan gia chủ, chủ yếu là cháu tháng này tiêu dùng lớn một chút, cho nên mới không có bao nhiêu linh thạch dư để mua linh cốc. Vương Trường Sinh khoát tay nói: trong tộc có bao nhiêu linh thạch? 25.4745 khối linh thạch. Trong đó 11 vạn là nhị cô và thập tứ thúc góp, còn lại cả tộc mấy năm qua tích góp được. Vương Trường Sinh nghe được con số này bị dọa nhảy dựng. Hắn rời khỏi 4 năm, cả tộc thế mà tích góp 14 vạn khối linh thạch, còn có Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Bình, thế mà có thể gom ra được 11 vạn linh thạch, quả thực là không thể tưởng tượng. Gia chủ, tăng thu giảm chi, tiết kiệm chi ra, phái bộ phận tộc nhân ra ngoài làm việc, làm dần đường hoặc làm công kiếm linh thạch cho người ta. Đám người Kiều Thẩm gác lại tu luyện, hoặc luyện chế phù triện, hoặc luyện chế pháp khí, con rối thú, hoặc luyện chế cờ trận. Đám người Thập Bát Thúc dần đội săn giết yêu thú. Lúc này mới có thể ở trong 4 năm tích góp 14 vạn linh thạch. Về phần nhị cô và thập tứ thúc, nghe nói nhị cô mượn hết tu sĩ trúc cơ của Bách Linh Môn, ít thì 3500, nhiều là 35000, lúc này mới gom ra được 11 vạn linh thạch. Vương Thanh Viện chậm rãi giải thích. Vương Trường Sinh nghe xong lời này trong lòng cực kỳ cảm động. Dựa theo cách nói của Vương Thanh Viện, gia tộc 4 năm qua chính là cổ máy kiếm linh thạch, tu sĩ trúc cơ gác lại tu luyện kiếm linh thạch, còn có Vương Trường Tuyết mượn hết tu sĩ trúc cơ Bách Linh Môn, máu mủ tình thâm, đây là người nhà. Thời khắc mấu chốt,
vẫn cần dựa vào thân tộc của mình. Cháu đi nói với Thanh Khải, có thể mở rộng nguồn thu, bóp nghẹt chi ra không thể để cho bọn nhỏ ăn không đủ no. Người già mặc không đủ ấm, có thể tiết kiệm ở phương diện khác. Mặt khác, triệu hồi tộc nhân phái ra. Còn có tu sĩ trúc cơ khôi phục trạng thái ban đầu. Nên tu luyện thì tu luyện, không cần gác lại tu luyện kiếm linh thạch nữa. Linh thạch tấn thăng linh mạch đã có rồi. Trên người Vương Trường Sinh còn có 13 vạn linh thạch, cộng thêm một trái kim diễm quả, tấn thăng linh mạch còn cần 32 vạn, vậy là đủ. Vâng, cửu thúc. Vương Thanh Viễn đáp ứng, xoay người rời đi. Trong mật thất, Uông Nhiên đang luyện chế phù triện, sắc mặt của nàng tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Đúng lúc này, một đợt tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Uông Nhiên hơi phân thần, linh khí của lá bùa dưới ngòi bút trở nên vặn loạn, nàng vội vàng ném lá bùa ra ngoài. Một tiếng nổ vang lên, lá bùa hóa thành một mảnh lớn, ánh lửa tán loạn không thấy nữa. Cùng lúc đó, cửa đá căn phòng tan thành muôn mảnh. Vương Trường Sinh xông vào, nhìn thấy Uông Nhiên bình an vô sự. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phu quân, chàng đã trở lại sao? Nhìn thấy Vương Trường Sinh, trên khuôn mặt tái nhợt của Uông Như Yên lộ ra nét vui mừng nồng đậm. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua tình huống căn phòng đá, nhất thời đã hiểu. Uông Nhiên gác lại tu luyện, liều mạng luyện chế phù triện, lúc này mới sẽ xuất hiện tình huống pháp lực tiêu hao quá độ. Uông Nhiên lúc gà vào đã là trúc cơ tầng 3, trôi qua mấy chục năm, Uông Nhiên chỉ là trúc cơ tầng 5 mà Vương Trường Sinh đã kết đan. Trừ nguyên nhân công pháp, Uông Nhiên sinh con đẻ cái, chiếu cố song thân cho hắn, chậm trễ tu luyện, bây giờ càng gác lại tu luyện kiếm linh thạch. Có vợ như thế, còn cầu gì hơn? Vương Trường Sinh đi đến bên người Uông Như Yên, cầm hai tay của Uông Như Yên, thành khẩn nói, nương tử, nàng vất vả rồi, về sau đừng làm loại việc ngốc này nữa, tu luyện quan trọng hơn. Linh thạch tấn thăng linh mạch đã góp đủ, nàng về sau an tâm tu luyện đi. Trên khuôn mặt tái nhợt của Uông Như Yên lộ ra một nụ cười vui mừng nói, thế này sao có thể gọi là ngốc, vợ chồng đồng lòng làm gì cũng thành. Đây là việc của ta, ta làm thê tử không giúp chàng, càng đừng hy vọng người khác giúp chàng. Đáp ứng ta, về sau đừng làm như vậy, ta sẽ đau lòng. Ta mua cho nàng một ít đan dược tinh tiến pháp lực, hữu dụng đối với nàng tu luyện. Nàng nghỉ ngơi một chút, sau đó thành thật đi tu luyện, việc khác nàng không cần phải quản nữa. Vương Trường Sinh thu đi công cụ chế phù trong túi trữ vật của Như Yên, để nàng nghỉ ngơi hẳn hoi. Đại đạo vô tình, người có tình, đường tu tiên dài đằng đẵng, hắn hy vọng có thể vợ chồng kết tóc nâng đỡ nhau, cùng nhau đi tiếp. Buổi sáng hôm sau, Vương Thanh Khải tới chỗ ở của Vương Trường Sinh, thỉnh tội với Vương Trường Sinh. Cửu thúc, đều là cháu cân nhắc không chu toàn, còn xin cửu thúc trách phạt. Tuy nói cháu là có ý tốt, nhưng cháu làm như vậy quả thật là không ổn. Lần sau không được viện dần lệ này nữa. Khôi phục bổng lộc tộc nhân, bổng lộc khất nợ, chia tháng ra trả, triệu hồi tộc nhân phái ra làm công cho người khác. Bọn họ là tu sĩ của gia tộc, không phải là tán tu. Linh thạch tấn thăng linh mạch đã gom đủ, áp lực trên người các ngươi không cần lớn như vậy nữa. Vương Trường Sinh phân phó để tộc nhân buông bỏ tu luyện, toàn tâm toàn ý kiếm linh thạch. Loại hành vi này không khác gì mổ gà lấy trứng, hắn tự nhiên sẽ không đồng ý với cách làm này. Vâng, cửu thúc. Vương Trường Sinh và Từ Dương đạo nhân trao đổi, đạt được một bó tơ tằm bậc 3, cộng thêm linh mộc bậc 3 trước kia dùng một khối nhỏ còn lại, có thể luyện chế cho Uông Như Yên một món bản mạng pháp khí. Sau khi Vương Thanh Khải rời khỏi, Vương Trường Sinh lấy ra tài liệu luyện khí, luyện chế cho Uông Như Yên một món bản mạng pháp khí. Hắn lúc trước từng giúp Uông Như Yên luyện chế bản mạng pháp khí, chẳng qua đã thất bại. Một lần này khẳng định có thể thành công. Một tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Trước người bày ra một cái đàn cổ màu xanh. Đàn cổ màu xanh dài 5 thước, rộng 1 thước. Góc nghiêng bên trái thân đàn có một hoa sen màu xanh. Thanh Liên Bảo Cầm, thượng phẩm pháp khí.
Vương Trường Sinh thu hồi Thanh Liên Bảo Cầm đi ra ngoài. Trải qua một tháng điều dưỡng, khí sắc Uông Nhiên tốt hơn nhiều. Nàng đang nói chuyện phiếm với Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vẫn là trúc cơ tầng 4, vừa mới xuất quan. Vương Thanh Sơn nhìn thấy Vương Trường Sinh lập tức đứng lên, trên mặt tràn đầy nụ cười. Cháu chúc mừng Kiều Thúc kết đan. Người nhà không cần khách sáo. Thanh Sơn, trên tay Kiều Thúc có một bộ công pháp kiếm đạo có thể tu luyện đến cảnh giới cao. Cháu có bằng lòng sửa tu công pháp hay không? Vương Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề nói. Vương Thanh Sơn đã là trúc cơ tầng 4. Nếu sửa tu công pháp, nhanh nhất cũng cần 10 năm mới có thể tu luyện đến cấp bậc bây giờ. Vương Thanh Sơn hơi do dự, gật đầu đáp ứng. Bây giờ sửa tu còn dễ dàng. Nếu tu luyện đến trúc cơ tầng 8, tầng 9 lại sửa tu công pháp, đó là lãng phí thời gian. Đây là phương pháp tu luyện Thanh Minh Kiếm Quyết 3 tầng đầu. Cháu sau khi học thuộc lòng, hủy diệt ngọc giản, nhất định không thể truyền ra ngoài. Vẻ mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, đưa cho Vương Thanh Sơn một ngọc giản màu xanh. Vâng, Kiều Thúc. Vương Thanh Sơn không cần nghỉ ngợi đáp ứng. Ba người nói chuyện phiếm chốc lát. Vương Trường Thái bước nhanh đi đến. Kiều ca, Kiều tộc, Thanh Sơn, Quảng tiền bối dẫn theo mấy chục đệ tử đến đây ở ngay bên ngoài. Hai mắt Vương Trường Sinh sáng ngời phân phó. Mau mời. Không, ta tự mình đi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh đã gặp được Quảng Đông Nhân. Sau khi hàn huyên đơn giản, Vương Trường Sinh lấy ra 32 vạn linh thạch giao cho Quảng Đông Nhân. Thần thức Quảng Đông Nhân đảo qua, hài lòng gật đầu. Lý Sư Điệt, ngươi dẫn người bố trí. Bố trí xong xuôi, lại đến thông báo lão phu. Quảng Đông Nhân phân phó nam tử trung niên cao cao gầy gầy. Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Khải phái người đi cùng, hiệp trợ Bách Linh Môn trận pháp sư bày trận. Tấn thăng linh mạch là một hạng công trình lớn, cần rời đi tu sĩ trên linh mạch. Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Khải tổ chức di rời tộc nhân, trận pháp sư Bách Linh Môn chôn các loại tài liệu bày trận ở phụ cận Thanh Liên Sơn, phương vị có chút chênh lệch. Trận pháp cũng không thể khởi động, mấy chục đệ tử Bách Linh Môn tốn một tháng mới bố trí xong. Quảng Sư Thúc đã điều chỉnh thử, không có vấn đề, có thể thăng cấp linh mạch rồi. Nghe xong môn hạ đệ tử báo cáo, Quảng Đông Nhân hài lòng gật đầu, bay đến trên không Thanh Liên Sơn. Hắn lấy ra một cây cờ lệnh lập lòe ánh sáng màu trắng, đón gió phóng to gấp 10. Thế mà lại là một cây cờ trận cấp bậc pháp bảo, hóa thành một luồng hào quang màu trắng nhập vào Thanh Liên Sơn. Cùng lúc đó, mấy chục đệ tử Bách Linh Môn đều lấy ra một cây cờ trận màu vàng rót vào cờ trận lượng lớn pháp lực. Quảng Đông Nhân lấy ra một khối trận bàn màu vàng trong suốt lấp lánh, đánh lên mấy đạo pháp quyết. Mặt đất kịch liệt chớp lên, hai tòa linh sơn chậm rãi di động về phía Thanh Liên Sơn và chạm vào nhau. Mặt đất kịch liệt chớp lên, bộ phận kiến trúc trên núi sụp đổ, khói đặc cuồn cuộn. Sau thời gian một chén trà nhỏ, ba ngọn linh sơn hòa nhập một thể. Núi Thanh Liên cao lên 5-60 trượng, tản mát ra linh khí tinh thuần. Đây chỉ là dung hợp ba linh mạch bậc 2 cùng một chỗ, còn chưa tính là linh mạch bậc 3. Quảng Đông Nhân lật tay lấy ra một tấm trận bàn màu trắng. Mấy chục đệ tử Bách Linh Môn thu hồi cờ trận màu vàng, lấy ra cờ trận màu trắng. Quảng Đông Nhân bắt pháp quyết, đánh mấy đạo pháp quyết lên trên cờ trận màu trắng. Cờ trận màu trắng phát ra một đợt tiếng rít chói tai. Vô số sương mù dày đặc màu trắng từ mặt đất phụ cận núi Thanh Liên, ở dưới trận pháp chỉ dẫn, sương mù dày đặc màu trắng ồn ồn nhập vào Thanh Liên Sơn, biến mất không thấy nữa. Dùng trận pháp tấn thăng linh mạch cần lượng lớn linh thạch và linh tài, đơn giản mà nói chính là lợi dụng lực lượng trận pháp rút cạn linh khí trong lượng lớn linh thạch linh tài phong ấn ở bên trong thân núi, đẩy nhanh linh mạch thăng cấp. Loại phương pháp này có thể rút ngắn lại thời gian linh mạch tấn thăng, chỉ là cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Quảng Đông Nhân biến hóa pháp quyết không dừng, mấy chục đệ tử Bách Linh Môn cùng biến hóa pháp quyết không ngừng. Mảnh lớn sương mù dày đặc màu trắng từ mặt đất phụ cận Thanh Liên Sơn trào ra, ùa vào Thanh Liên Sơn. Thời gian trôi qua từng chút một,
Thanh Liên Sơn hấp thu sương mù màu trắng. Càng lúc càng nhiều, linh khí càng lúc càng dư thừa. Một ngày sau, trên Thanh Liên Sơn mọc đầy cỏ dại cao mấy trượng. Dây leo bò đầy toàn bộ kiến trúc, tản mát ra một luồng linh khí tinh thuần. Cảm nhận được Thanh Liên Sơn tản mát ra linh khí tinh thuần, trên mặt Phương Trường Sinh lộ ra nét vui mừng nồng đậm. Linh mạch thăng vì bậc 3, hắn có thể ở linh mạch thượng tu luyện. Quảng Đông Nhân thu hồi trận bàn, bay xuống bên cạnh Phương Trường Sinh. Được rồi, linh mạch đã tăng lên thành bậc 3 hạ phẩm, duy trì người tu luyện không có vấn đề. Ngươi có thể an tâm ở Thanh Liên Sơn Trang tu luyện rồi. Lúc này mày có Quảng Đào Hiểu hỗ trợ, ta phái người chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta uống vài chén. Phương Trường Sinh mỉm cười thành khẩn nói: đa tạ ý tốt của ngươi, lão phu còn có việc gấp, sẽ không ở lâu. Linh mạch vừa mới tăng lên thành bậc 3, mọi thứ đang chờ phát triển, ngươi có rất nhiều việc cần làm, lần sau lại uống đi. Quảng Đông Nhân uyển chuyển từ chối. Phương Trường Sinh nghe xong lời này cũng không tiện mịt cược, tự mình tiễn đoàn người Quảng Đông Nhân rời khỏi. Sau khi linh mạch thăng cấp, trên sổ sách Vương gia còn có hơn 5 vạn khối linh thạch. Vương Trường Tuyết và Vương Trường Bình mượn hết đồng môn mới gom ra được 11 vạn linh thạch. Khoản nợ này không thể để bọn họ gánh vác. Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Khải đưa về 4 vạn cho Vương Trường Tuyết để nàng trả nợ, còn lại hơn vạn khối giữ lại duy trì gia tộc vận chuyển. Sau khi Thanh Liên Sơn tấn thăng thành linh mạch bậc 3, Vương Thanh Khải chỉ huy tộc nhân bắt đầu bận rộn. Kiến trúc trên núi cần xây dựng lại, ở chân núi thành lập một cổng chào cao hơn 10 trượng. Cổng chào dùng đá tạo thành, bảng hiệu là một món pháp khí hạ phẩm, bên trên viết 4 chữ Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Nguyệt dùng 36 viên ngọc trai bậc 2 làm tài liệu chính. Nhiều loại tài liệu bậc 2 bố trí một bộ trận pháp bậc 2 trung phẩm, Tam Tài Vân Tụ Trận. Trận này có hiệu quả ẩn nấp, che giấu đi cả tòa Thanh Liên Sơn Trang, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Linh mạch Thanh Liên Sơn Trang tấn thăng thành bậc 3, không đại biểu linh mạch cả ngọn núi đều là bậc 3. Chỉ có bộ phận khu vực đỉnh núi là linh mạch bậc 3, nơi khác chỉ là linh mạch bậc 2. Nếu cả Thanh Liên Sơn Trang đều là linh mạch bậc 3, môn phái tu tiên sớm đã chỉnh hợp toàn bộ linh mạch lại với nhau. Vương Trường Sinh chiếm cứ đỉnh núi, chỗ linh mạch bậc 3, tiếp theo là chỗ ở của tu sĩ trúc cơ Vương Thanh Thiến. Vị trí chỗ ở càng tới gần đỉnh núi, linh khí càng dư thừa, thân phận ở vương gia cũng càng cao. Chỗ ở: vườn linh dược, linh ngư viện, linh thú viện, các nơi cần một lần nữa quy hoạch. Vương Thanh Khải căn cứ tình huống Thanh Liên Sơn Trang nhanh chóng làm ra quy hoạch. Nơi sườn núi trở xuống, đại bộ phận khai khẩn thành linh điền, tổng cộng 530 mẫu linh điền. Nếu không phải linh mạch thăng cấp, còn không thể khai khẩn ra nhiều linh điền như vậy. Không có linh khí tầm bổ, linh cốc và linh dược không thể sinh trưởng. 531 mẫu linh điền, một cái giếng linh bậc 2 trung phẩm, 3 cái giếng linh bậc 1 trung phẩm. Linh ngư viện 70 mẫu, một hồ nước rộng 50 mẫu và một cái rộng 17 mẫu, phân biệt dùng để chăn nuôi linh ngư cùng linh bạc. 530 mẫu linh điền, 450 mẫu gieo trồng linh thảo bậc 1, 70 mẫu gieo trồng linh dược bậc 2, 10 mẫu gieo trồng cây linh quả. Nơi Phương Trường Sinh ở lại lớn nhất có diện tích 10 mẫu. Núi giả vườn hoa, đình viện lầu các kèm theo một vườn linh dược loại nhỏ. Nơi ở của người khác diện tích đều không vượt qua 10 mẫu. Tu vi càng cao, làm công hiến càng lớn cho gia tộc, nơi ở càng tốt. Đương nhiên, tài liệu xây dựng chỗ ở chỉ là tài liệu bình thường. Gia tộc bây giờ đang lúc dùng linh thạch, còn chưa xa hoa đến mức sử dụng linh tài xây dựng phủ đệ. Chỗ Vương Trường Sinh ở hoàn công trước hết. Vừa hoàn công, hắn và Uông Nhiên liền vào ở, đồng thời bế quan. Thiên địa linh thủy trên tay có hạn, không đủ để Vương Trường Sinh tu luyện đến kết đan tầng 2. Hắn tính tu luyện thần thông. Chu linh trưởng là linh thuật, uy lực cực lớn. Chỗ thiếu hụt là thời gian tu luyện dài, tiêu hao pháp lực khá lớn. Cân nhắc mãi, Vương Trường Sinh lựa chọn
tu luyện quy thủy chân lôi. Quy thủy chân lôi là một loại lôi điện thuộc tính thủy, uy lực tuy kém chu linh trưởng, so với chu linh trưởng mà nói, thời gian tu luyện không dài, pháp lực tiêu hao cũng không lớn. Sau khi vợ chồng Vương Trường Sinh bế quan tu luyện, tộc nhân Vương gia mỗi người một chức trách. Vương Thanh Chí thành thật làm ruộng, Vương Trường Nguyệt và Vương Thanh Vân trấn thủ phường thị Thanh Liên. Vương Thanh Sơn bế quan sửa tu Thanh Minh kiếm kinh. Vương Trường Hào và Vương Thanh Thuần tổ đội săn giết yêu thú, bọn họ chưa đi xa, hoạt động ngay phụ cận Ngụy Quốc, có đôi khi giúp gia tộc áp tải hàng hóa. Vương Thanh Kỳ sửa tu công pháp. Vương Trường Hoán điều đi Hồng Diệp Lĩnh trông coi linh thảo. Vương Thanh Thiến tọa trấn phường thị Thanh Nguyệt, gia tộc khôi phục vận chuyển bình thường. Ngô Quốc, núi Thiên Tuyển, căn nhà yên tĩnh nào đó, Vương Minh Giang ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, ngoài thân bao phủ một tầng hào quang màu lam chói mắt. Một lát sau, hắn mở mắt, hào quang màu lam trên người tán loạn không thấy nữa. Rốt cuộc trúc cơ tầng 4 rồi. Vương Minh Giang lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Sau khi dùng tráng thần dịch, thần thức của hắn tăng lên không ít. Mượn dùng thiên địa linh thủy trước đó tích góp, hắn thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 4. Hắn tu luyện đến trúc cơ tầng 4. Muốn tiếp tục tu luyện, hắn cần tìm kiếm thiên địa linh thủy mới được. Ở trước người hắn không xa, một lá bùa truyền âm lơ lửng. Sau khi bóp lá bùa truyền âm, tiếng Mặc Thải Vân chợt vang lên. Vương Đạo Hiểu, nếu ngươi xuất quan rồi, đến chỗ ở của ta một chuyến, ta có một việc rất quan trọng thương lượng với ngươi. Mặc Thải Vân là một quả phụ, nhưng sát phạt quyết đoán, trọng tình trọng nghĩa, được nhiều vị tu sĩ trúc cơ đề cử làm đội trưởng. Nàng đã là trúc cơ tầng 5, có thể khiến nàng thận trọng như vậy khẳng định không phải là việc nhỏ. Vương Minh Giang trầm ngâm một lát, đi ra khỏi phòng. Vì tiết kiệm linh thạch cùng thuận tiện hành động, bọn họ góp vốn thuê tòa nhà. Có một tòa lầu cát cao 3 tầng, có mười mấy phòng. Đối diện phòng Vương Minh Giang chính là chỗ ở của Mạc Thải Vân. Hắn gõ cửa phòng Mạc Thải Vân rất nhanh. Mạc Thải Vân đã mở cửa phòng. Mạc Thải Vân mặc váy dài màu đen, trang điểm thanh nhã. Trong cái giơ tay nhấc chân hiện lộ hết phong tình thiếu phụ. Vương Đạo Hiểu, người tiến vào trúc cơ tầng 4 rồi, chúc mừng. Trên mặt Mạc Thải Vân nặn ra một nụ cười, mời Vương Minh Giang vào trong phòng. Nàng rót cho Vương Minh Giang một chén linh trà nóng hổi, nhưng Vương Minh Giang vẫn chưa uống. Bọn họ cùng nhau săn giết yêu thú mấy năm, nhưng bọn họ không phải là thân tộc đồng tông, đồng nguyên, đề phòng lẫn nhau. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người vào tập tiếp theo.